Trong ngày thứ bảy cuối tuần, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khá mát mẻ. Ban ngày trời có nắng, cường độ vừa phải. Thời điểm về đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 14 tháng 1 và ngày mai 15 tháng 1. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm không mưa, trời se lạnh, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 73 đến 78%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Đêm không mưa, tiết trời se lạnh, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo, đêm tiết trời se lạnh, nhiệt độ 24 đến 26 độ, ngày nắng nhiệt độ 28 đến 30 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, có lúc cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 15 tháng 1 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 380 cm vào lúc 20 giờ và nước ròng mức thấp nhất 170 cm lúc 13 giờ. Kết quả quan trắc về độ ô nhiễm bụi khói khí thải trong ngày ở tất cả các huyện thị thành phố trong tỉnh cho thấy các chỉ số ở quanh ngưỡng từ trung bình đến tốt. Với ba khu vực đặc thù nhất của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQ đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 14 tháng 1 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 28, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức trung bình với chỉ số AQ là 57. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4 thành phố Bà Rịa ở mức tốt 44.